Channel Con Siêu Quậy xin kính chào các cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay chương trình của mình là quay về cá đây các bạn ơi. Rồi quay chim quay cua nhiều rồi. Giống hôm nay mình video hôm nay mình quay về cá đây cho các bạn nào có đam mê cá vô xem giải trí chơi. Thì đây là cá này đi, cá này quê nhà cho ăn lăng quăng thôi các bạn ơi, chứ cá quý hiếm gì đâu, cá bảy màu không à. Này là trong cái bồn nước bồn rồi mình thì mưa thì nước nó vô nhiều quá thả nha, thả cho nó ăn lăng quăng đó, cho ăn lăng quăng để em thôi lăng quăng nhiều thì mũi nhiều thì quay trở lại nó cắn mình và cắn mấy vật nuôi tội nghiệp. Vừa nuôi thả mấy này xem giải trí vừa nó dịp lăng quăng luôn. Cá bảy màu không à, thì đó mua chục con, chục 12.000 về thả về chắc nó ra mấy trăm rồi, quá trời. Nhâm nhóc hơn. Bên kia nữa à, kia nước nó hơi đục hơi dơ hơn. Nay sao nước nó ngã màu cũng là cái hồ chung với nhau mà sao nó ngã mà hai hồ đây nó ngã ra màu hồ quá. Bữa nay nó ngập tới miệng rồi, tàu rồng nè các bạn ơi. Nấu rồng thì thôi bao la, qua trời trái. Nồng nồng ở trên đây thì mấy tổ chim sẻ, chim vằn, cua vằn á, nó đẻ hoài à. Ở đâu có nước là ở đó có cá. Đi xem dùng dọc ra chỗ nào còn cá nữa không. Bồ câu, câu năng cơm nguội tới ham không, bị cái con vái vật mà mình nghi nó là trồng hương năng. Còn có bao nhiêu đây thì em gai mình tìm cách ba mình bẫy nhiều lắm rồi mà nó chưa dính các bạn ơi. Để mình bẫy họ mình dính thì mình đăng lên cho các bạn xem. Mình làm cái bẫy dính này là ngon lành lắm á, mà hên cho nó là nó đi đâu mất tiêu, nó không ổng gai nó không có đây nên nó không vô. Để mình cho các bạn xem sơ lược về cái bẫy mình làm như thế nào nha. Đi bẫy như cái clip lên bẫy đi bẫy giờ sao nha, tại vì dính mình mới đăng lên nhưng mà không ngày không dính nên mình không có gì để đăng cho các bạn xem. Khi nào mình đợi dính mình đăng lên cái clip đó nó mới hoàn thiện, chứ đăng lên không có các bạn vô chửi comment chửi mình tội nghiệp. Còn mình quay để quay sơ lược cái cảnh mình đi dính bẫy dính chuông như thế nào cho các bạn xem nha. Đây các bạn, các bạn thấy anh thấy cái lồng anh Bá Trương anh quẩy bự hơn ảnh, thấy các bạn thấy không, bẫy vái vật là phải vậy đó. Này chắc bẫy khủng long rồi các bạn ơi, cái lồng kìa
ảnh chui vô còn vừa nữa. Đang đi trên bức tường nha các bạn, bức tường là chỗ mình quay cho các bạn xem chỗ ẩn náu của nó đó. Đang đi đi quay quay cũng tối hù à, nguy hiểm. Ê, cái đạp đó là làm chắc chắn chưa? Okay. Ừ. Chết ngon lành, chết bà. Gắn nha con, gắn ở trong đây chịu lạnh đêm nay nha. Còn đây nè các bạn, đây là cái hồ cá, hồ cá trong phòng của gà con siêu quậy. Đây là hồ cá của mình, đây con hồng của mình. Các bạn thấy con cá đen. Bà biết cá này cá gì không? Các bạn bạn nào biết cá này thì các bạn xem cái clip mà ba món nướng, clip ba món nướng khoai lang cá bóng dạo. Mình cái clip đó mình đi câu cá với thằng cháu mình, đi câu cá thì được ba con này, đi câu chơi được ba con này, không có ăn đem về thả nó nuôi tới giờ này. Đó, giờ nó mập mập dữ rồi, lúc mới đầu câu lên nhỏ xíu không nhớm nhách, giờ nó mập mập rồi. Hai cá thủy tinh đóng tiêu rồi dạ. Rồi mấy đó 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 đó. Con cá thủy tinh. Còn con đóng tiêu rồi. Con này sao lỗi bỏ bạn rồi. Đây đây còn đây con nữa. Đã ba con. Trốn hết trơn rồi, thấy cao ra trốn vô mấy con này. Đây, gần cảnh mày đây. Thôi, gần mập dữ ta. Trước bị câu sức mép mỏ luôn, giờ lành hết trơn rồi, mập dữ nè. Vô đây yên ổn rồi. Thôi bây giờ bị ở ngoài thiên nhiên giờ không biết đâu, mình bị nó bắt ra ăn thịt đâu mấy kiếp rồi. Vô đây yên ổn làm trưởng trong đây luôn. Ba con làm trưởng trong đây luôn, không nào dám đụng đĩa. Có ngạnh nữa mà. Dữ lắm. Đó, còn con nữa. Vô đây chiếm lĩnh đại dương đây luôn. Các bạn nào có xem cái clip đó thì các bạn sẽ nhớ ba con này. Clip ba món nướng: khoai lang cá bóng và ốc bu. Kêu dữ ta. Quen mà đâu có lạ đâu, làm gì chạy trốn hết trơn rồi.
Ở đâu có nước là đâu có cá các bạn ơi. Để thôi có lăng quăng à. Để cho nó ăn. Thấy nào lên chứ vậy? Lũi đâu hết nè. Thả vô. Thả mấy này đang lăng quăng. Xong rồi chắc bị cái xong rồi rất chắc bị chắc chích ghé ăn thịt lại quá mấy con này. Chắc chích ghé ăn mấy con này không mà nó mập nữa. Ở ngoài này cũng có cá nữa. Ở đâu có nước là đâu có cá. Đây, trời ơi, đẻ nhóc luôn rồi. Quá trời luôn rồi. Cái này hồi đó mình làm cái hố này là lấy nước cho gà nó uống. Đó ngoài đây mình nuôi gà nhiều lắm. Gà nhiều lắm mà bị mấy mấy thằng đạo tạc được nhiêu đây nó bắt hết các bạn ơi. Không thèm nuôi nữa. Tại mình ở đây không có ai giữ nuôi thả nhiêu à. Vô nó thả nhiêu nó bắt nhiêu nuôi hoài chán lắm. Nghỉ nuôi là nó nghỉ ăn cắp mà. Đây nhóc luôn. Quá trời bảy màu không hả các bạn ơi. Thả đang lăng quăng mà chứ mình đâu có chiên về nuôi mấy cá cảnh cá kiển đâu. Người ta dân chơi thứ thiệt là người ta chơi cá ngân long huyết long không à, còn mình dân chơi thứ giả mình chơi cá bảy màu. Nói thì nói vậy chứ tại mình không có tiền mua mấy con kia, nói cho nó sang vậy các bạn ơi. Đi ra đây làm cái gì nữa? Đi kiếm tối ngày. Con mày đâu rồi? Hả? Con mày ai bắt con tiêu hả? Được có con một không biết giữ gìn nữa để người ta bắt con tiêu. Làm gì vậy? Thức ăn của cá đó con quỷ. Như bữa đói mày thức ăn của cá cũng hửi ăn. Quầy chuối. Quầy chuối chát ngon quá. Các bạn có nghe tiếng cô gáy không ta? Cô gáy ngoài đây nè. Đang làm tổ làm vọng đâu đây mà mình chưa phát hiện ra. Nó gáy gùm hết trơn. Ra đây kiếm sơ ghi ăn các bạn, sơ ghi ăn các bạn ơi. Sugi thì trái bao la. Bẻ mấy cây lùng lùng này cho dễ bẻ. Ngày nào cũng quan sơ, bây giờ tùm hết à. Chỗ này hồi xưa mình đặt bẫy rắn nè các bạn. Hồi xưa đặt bẫy rắn nè, dính mấy dính hàng rắn hổ ngựa.
Dính hai cái con ngựa bự đó. Giờ thì mấy tháng trời rồi, bỏ quan rồi, đâu có đạp gì trong đây đâu. Nghĩ vài bữa bỏ con chuột vô đặt tiếp tục thử có dính gì không. Chuối tốt không? Trong đây cũng có nè. Đó các bạn thấy không? Ở đâu cũng có. Có nước là có cá. Không có cá thì có lăng quăng sao? Bên đây hồ này hơi dơ rồi. Lá cây rụng quá. Chỗ này lý tưởng nuôi con này con kia là lý tưởng nữa các bạn ơi. Tại vì đây không có cơ ơn mình, không ai chăm coi, mình đi vắng cả là nó vô nó lụm hết. Chứ cũng muốn nuôi nhiều lắm chứ. Còn đây là cái hồ ở trong cái AV cô gái. Cấp chất nhiều lắm, chứ mấy con cá giá bông bông con cá tình tích nhiều lắm mà nó có chắc bị mấy con cá trôi nó xử hết rồi quá. Cho ăn coi. Bóng bóng bang bang lên ăn cơm nhà cơm bạc nhà ta, chứ ăn cơm hẩm cháo hoa nhà người. Lên đó. Cái này không bay bóng mà là cá trôi, cá phi. Không có thả cái bóng tượng đi, nó đâu mất tiêu rồi. Cá bóng tượng nhìn không thấy đâu, ngại lũi nó đâu mất tiêu rồi. Ê, không có nhóm nhóm bay lên đầu nha. Không có chơi chiêu bay lên đầu nha bạn. Chân bạn khi có đập phân đập gì vậy các bạn, bạn bay lên đầu tôi à. Kiểm tra sạch sẽ mới được. Bay chân sạch không? Chân không sạch là không cho bay lên đầu đâu nha. Chân phải sạch sẽ nha. Nhóm nhóm bay đậu đầu á, tôi biết lắm, tôi biết bạn lắm. Ý, nó bu lưỡi quá trời vậy ta. Thôi mình ra cái ao bự các bạn ơi, nãy giờ quay vòng vòng những cái nhỏ lẻ tẻ thôi, giờ nó ra ao bự quay thử có gì không. Ao bự này thì thôi rồi rồi. Đủ loại cá ở dưới đây luôn các bạn ơi. Thả nhiều bây giờ cũng không nhớ nổi. Cho ăn cũng hết nổi luôn. Ngày các bạn thấy không, một bao thức ăn xuống đây nó ăn còn hết nữa. Lâu rồi không có cho nó ăn, chắc không có thảy xuống là nó ăn. Ồ, lâu rồi không cho nó ăn, chắc nó không quen. Để coi còn nào không.
Bịch này cái mô mình thấy cả ngàn bịch xuống á. Ổi, trong lúc chờ đợi mấy con cá nó lại ăn mình sẽ mua ổi đi, ổi này các bạn thấy không? Ổi chua không ạ? Thử một trái coi thế nào. Ổi. Trời ơi. Nó giòn khấu luôn các bạn ơi. Cắn vô giòn khấu à. Chắc thịt. Cái này nó ngon nữa mà. Đậu rồng thì quá trời. Không có đậu rồng á. Lại ăn đó các bạn. Thấy cái ngàn bịch này xuống nàng còn hết nên cá chép đó các bạn ơi. Thấy cá chép dần khè bà. Có cá đầu lớp nhiều lắm. Cá dầu đếm á. Chắc nàng nó vô. Thấy thức ăn kia nó mới ồ lên ăn. Này chắc nó chưa quen nó lâu rồi không cho nó ăn. Lâu rồi không cho nó ăn nên nó đi ăn lan không à. Nó không có quen. Quen là các bạn đổ xuống một cái làm ồ hết trơn. Ở đây có mấy cá gồ này các bạn thấy không? Ăn chưa hết chổi. Video mình kết thúc đây nha các bạn ơi. Hàng dòng có nhiều cá à. Để mình quay có các bạn yêu cầu mình quay yến phụng cho các bạn xem để mình quay yến phụng cho các bạn xem nha. Để mình clip sau mình quay về mấy con yến phụng và mấy chim cu nha. Khi nào có cái bẫy mà để dính được quái vật đó thì mình đăng lên cho các bạn xem. Chứ không? Cái còn đó cái số nó may mắn mà bẫy hoài không dính. Rồi, bye bye tất cả mọi người nha. Chúc tất cả mọi người có những phút giây vui vẻ, một gia đình hạnh phúc và một sức khỏe dồi dào. Bye bye tất cả mọi người, hẹn gặp lại video tiếp theo.